Hello, xin chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay Toàn tiếp tục lên cho anh em mình một lô sâm hương. Nhưng hôm nay Toàn sẽ lên cây sâm hương giống như cả nhà ha. Là cái cây Toàn dăm cành ra, cây khỏe và bộ rễ nó cũng dài à, và cách bấm tược 3-4 lần rồi. Nên là, bởi vì chúng ta bấm 3-4 lượt rồi nên là lá nó nhỏ này. Anh em thấy lá nó nhỏ không? À, lá dưới này, Toàn cắt này, những cái vết cắt Toàn cắt còn luôn này. Thì hôm nay Toàn gửi hàng bán cho anh em mình để bán còn còn đọt còn tược như thế này luôn nha. Về anh em mình làm giống, anh em mình cắt cành, anh em mình dăm. Đó. Mà lỡ lúc Toàn vận chuyển nó có gãy thì anh em thông cảm nha, cũng sao kể, tại vì những cái đoạn này cũng không cần thiết lắm đâu. Ở về đằng nào chúng ta cũng lạc đọt bỏ nha, tại vì nó như thế này. Cây thì kích thước của nó thì cứ như ngón tay cái này, ngón tay trỏ này, đó, tùy anh em. À, bộ rễ nó như thế này này. Đó, anh em mình về có thể tận dụng, anh em mình cắt cái đây chúng ta chơi một cái cây rễ như thế này chúng ta chơi đi. Rồi, đó, chúng ta chơi chân rễ như thế này đi. Rồi còn cái cành trên chúng ta dăm lại. Ha. Đó, củ nó cũng rất ok chứ không phải là không có rễ rụng ok, này Toàn chưa rửa ra nha, Toàn nó vẫn còn nằm đất này anh em thấy. Đó là cây số 1 này, Toàn đếm nha, dạng này thì Toàn quay xe Toàn cầm cái này từng cây anh em mình xem, tại cây giống mà, cây loại này Toàn bán 30.000 một cây anh em, 30.000 một cây nha. Đó, một cây này, đây hai cây này anh em thấy, cây thứ hai này, đó bộ rễ nó Toàn để nó dài như thế này, anh em về tự xử lý nhé. Về anh em mình có thể cắt xếp đế, xử lý đế, rồi còn thân ở trên chúng ta tính sơn. Đó, cây này nó làm dán, nó dán một cốt hai thân này, bộ rễ nó đây. Đó, về anh em mình làm giống hoặc là anh em mình xử lý lại nha. Bán cây giống thì nó giá rẻ mà, chỉ có 35.000 một cây thôi. Tại cây này nó lớn, Toàn mới bán 35, với cây người ta bình thường ở trên mạng giờ người ta bán cái cây nó mới dăm cành ra, nó như cái chiếc đũa cả nha, người ta đã bán 15-20.000 một cây rồi. Đó, cây này Toàn bán 30.000 một cây, Toàn bán từ 10 cây nha cả nhà. Đó, cành nó như thế này nè. Đó, 30.000 một cây thì 10 cây là 300.000. Anh em mình thêm chứ Toàn cái tiền bánh keo, tiền thùng, với tiền ấy thêm 30.000 nữa là 330, là Toàn bao ship 10 cây. Đó, cây như này kích thước nè. Đó, anh em thao. Rễ nó nè. Đó, đây cây số 2 này. Đây cây số 3 này cả nhà. Đó, cây số 3 Toàn để nguyên bộ tàng nó như thế này luôn. Đó. Đó, bộ tàng nó anh em mình về cái nuôi thêm là cách dăm ra. Thân nó như thế này. Thân ở đây. Cái thân nó to như thế này. Hơn, thân nó to như ngón chân cái nha anh em ha. Đó, chiều cao thì nó chắc cũng 50 60 70 cm đó. Đó, Toàn ôm nó như thế này anh em thơ. Còn bộ rễ nó này. Rễ nó này, anh em thơ bộ rễ nó. Đó, bộ rễ. Thân cây này về chúng ta có thể cắt ngắn lại, chúng ta xếp đế được luôn này, xếp đế này ha, tròn hết, tròn đế tròn hết nha anh em ha, về xếp đế thêm luôn này. Đó, này là vừa bán giống mà vừa về chúng ta có cây ta chơi nữa, về xử lý đế xử lý rễ lại chúng ta chơi. Đây cây số 3 nha cả nhà. Đó, cây số 3 này, đây cây số 4. Đó, tất cả rễ đều rất là ok luôn, rễ dài này ha, rễ này, thân này, anh em thân, đế này, đế rất là ok nha, đế tròn đều nha, về anh em mình xếp đế xếp được luôn nha, đế này trải luôn này, đế trải đều hết này, đó, thân cành nó như thế này, đó, thấy chưa? Cây lúc còn lá như cây lúc chúng ta trồng đất như này, lá nó như này, sơ chúng ta vào là chậu thành phẩm, chúng ta riết mấy lần, 3 lần riết là nó lá sẽ nhỏ lại rất là đẹp nha, đó, bộ đế rất là đẹp luôn, anh em nhìn bộ đế thấy chưa? Đó, đế trải nha. Để trải 24 giờ anh em ha. Đó. Đây, cây này cây số 4 nha, cây số 4 nha cả nhà. Đó, kích thước nó này. Rồi cây số 5. Cây số 5 này anh em thấy bộ rễ chưa? Bộ rễ cây số 5 này, đó. Cây nó lên như thế này, anh em mình có thể lên chúng ta cắt bỏ ở đây, chúng ta làm cái gọng chữ C này, làm cây dáng trực. Đó, trực thẳng. Đó, hoặc là chúng ta cứ trồng tới là giống thôi. Này Toàn bán là bán với giá cây là cây làm giống nha. Rồi về anh em mình xử lý thêm. Hoặc là anh em mình thả đất xuống, chúng ta sẽ làm cái bộ đế này, chúng ta xử lý cái bộ đế này, chúng ta có một cây cho đế lại, rồi sêu nó sống khỏe, chúng ta cắt cành, chúng ta dăm, chúng ta được cây giống một con bom 10 cây như thế này, 330 bao ship, ship có toàn quốc cho anh em mình luôn, chạy ra là chỉ có 30.000 một cây thôi, chưa tới 30 đâu anh em, tại tiền thùng xốp, tiền bên keo là nó phải hơn, tiền ship nữa nó phải hơn 30.000, mà toàn tính 30.000 thôi, hỗ trợ cho anh em mình. Đó, cây này là cây thứ mấy ta, cây thứ năm nha anh em.
Đây cây số 6. Cây này anh em mình nhìn cái bộ rễ đẹp không? Đó, bộ rễ rất là đẹp nha. Đó, về chúng ta trồng, chúng ta lấy bộ rễ chúng trồng rất là đẹp, rất là duyên luôn, bộ rễ rất là khỏe luôn. Đó, nhìn bộ rễ đó nè, anh em thấy không? Đó. Thì thân cây nó như thế này. Kích thước của cây này to hơn ngón tay cái một xíu thôi nha anh em ha. Đó, cây này cây số 6 nha. Cái chỗ này toàn cắt giật, miếng nó có cái cong như đây. Anh em mình về trồng nó lấy cái co cong như đấy cũng rất là hay. Cái cong ở chỗ đây có cái co cong, anh em sao? Trồng thẳng lên này rớt tàn xuống cũng hay. Là cây số số 6 rồi. Đây cây số 7 nha cả nhà. Đó. Bộ rễ nó đây. Còn giữ nguyên như thế này nha anh em. Về anh em mình làm giống. Đây về cắt ra xếp đế được luôn nha, để trải này anh em thơm, cắt xếp đế được luôn nha, nó trải nè, thân nó này như ngón tay cái, còn giữ nguyên tàn như thế này, hồi tàn nó cao lắm mà còn cắt nè, cắt ngắn cắt giật nè ha anh em ha. Đây cái số 7. Ở đây cái số 8. Đó, anh em thơm, bộ rễ nó còn giữ im hết cho anh em mình luôn. Đó, cái số 8 nè. Về anh em mình trồng cái này trồng thế đổ cũng được nha anh em ha. Đó, chúng ta gom rễ lại như vậy, chúng ta trồng đổ xuống đây cũng rất là hay, tại vì cái dáng nó có cái độ cong này, có cái cong sẵn dưới đây này, đây, rớt xuống tàn thì chúng ta trồng đổ được nè. Đó, trồng đổ xuống rồi cắt cành dâm làm giống nha cả nhà. Ở trên chúng ta có một cây đổ cong đây, cái đây cái cành này chúng ta cắt ngắn lại, chúng ta lót đưa về đế nha. Đó là cây số 8. Đây cây số 9 nè, cây này hơi nhỏ một xíu. Toàn sẽ gom vô tính, ví dụ như nhỏ quá thì toàn bỏ thêm 2 cây nữa thành 11 cây, ví dụ vậy. Bỏ thêm cây thành cho thành 11 cây. Thì combo 10 cây là 330, bao xíu xíu có toàn quốc mà, toàn bán giá cây giống rồi nha anh em ha. Đó, mỗi lần chúng ta mua 330 thì chúng ta được đóng như thế này. Đó, 330 thì chúng ta được một đóng cây như thế này. Anh em tha. Rất là nhiều luôn. Như thế này toàn quấn băng keo với lại toàn dùng bị đồ thun xốp thì hơi rườm rà, có nghĩa là tia, cho nên giá mà toàn bán hiện tại cho anh em là giá quá rẻ mà anh em có coi làm giống nữa nha anh em ha. Đó, anh em nào chốt thì bóc toàn nha anh em ha. Đó, anh em nhìn cái bộ tàn là một nguyên ôm cái lô 90 cây thế này. Đó, về chắc là toàn phải cắt tỉa sơ cái đọt sơ nha, rồi toàn quấn lại toàn bỏ vào cái bao bố hoặc là thùng xốp gì đó giữ ẩm gửi cho anh em mình. Anh em yên tâm là xem hương rất là mạnh nha. Cây mà có trục trặc gì thì anh em inbox lại toàn qua Zalo, toàn sẽ đổi cho anh đỡ cây cho anh em mình. Thì anh em mình liên hệ qua số điện thoại của toàn là số 0388141679 á, toàn có để trên cái tiêu đề á. Còn số Zalo của toàn là 0909943262, toàn cũng để trên cái tiêu đề ở trong mô tả nha anh em ha. Toàn tách riêng là hai số như vậy để nó dễ, anh em mình nhắn tin Zalo thì Zalo, mà anh em mình gọi điện trực tiếp thì sẽ gọi trực tiếp nha anh em ha. Đó, vườn toàn thì còn rất là nhiều luôn anh em mình. Nếu mà anh em muốn mua cây giống thì inbox toàn, hoặc là anh em mình muốn mua dạng cây, không muốn mua cây giống mà mua dạng cây mà đã xử lý, hoặc là ví dụ những dạng cây như thế này, khi anh em mình trồng sống rồi những dạng cây như thế này cũng ok này. Anh em mình chờ xíu nó rớt điện thoại nha. Đây đó, khi mà chúng ta trồng trong đất rồi là sơ ta nhổ ra, chúng ta xử lý là chúng ta có những cái cây rất là quá duyên như thế này. Đó, xem hương rất là dễ làm rễ như thế này nha nè. Đó, anh em thấy bộ rễ đẹp chưa? Đó, hoặc là chúng ta có thể cắt, anh em mình có thể cắt cái rễ luôn, cắt cái rễ chúng ta trồng như thế này nó cũng rất ok luôn. Đây là một cái rễ cắt này rất là duyên nha anh em, cái cửa nó hay đóng lại anh em thông cảm. Đây cái rễ khi mà chúng ta cắt lại chúng ta rào trồng như thế này cũng rất là duyên, là quái luôn. Đó, rất là quái, rất là đẹp luôn. Rễ nhỏ rễ lớn gì đều được nha anh em ha. Đó, chúng ta trồng rất là ok luôn. Đó, những cái rễ này rất là hay luôn anh em thấy, rất hay luôn. Sơ chúng ta trồng nó rớt tàn xuống nó sẽ có những cái độ duyên hay. Đó, thậm chí chúng ta ép đá cho ôm đá và làm đổ như thế này cũng rất ok luôn. Có anh em thấy không? Ôm đá này, đổ nè, rất là quái. Đấy, anh em thấy không? Ba quái cho anh em mình luôn, bộ rễ kinh điển luôn. Đổ như thế này. Đó, thấy chưa? Đó, anh em mình chịu khó xem hương rất là dễ làm, rất là dễ chăm và rất là dễ chơi luôn, và nó cũng rất là dễ sống. Mua một combo như vậy thì anh em mình mua chỉ có một combo 330 là quá rẻ rồi. Hiện tại thì trên mạng nó bán là, nếu mà bán là 50.000 một cây với những dạng cây lớn như vậy,
Còn nếu mà họ bán mà cái cây chút chút mà dạng như siêu mini nhỏ nhỏ là cây để kiến tàn, họ đã bán 80.000 một cây. Còn nếu mà những dạng cây mà người ta mới dâm cành ra nhỏ nhỏ như chiếc đũa mà nó lên tượng ngọn là bán 15.000 một cây rồi. Đó, đây Tùng bán 30.000 một cây, 10 cây là 330, làm bao xíu xíu của Tùng quốc cho anh em mình luôn nha. Rồi, Tùng xin phép xuống video nha. Anh em nào chốt thì inbox Tùng nha. Rồi, chào, xin phép chào tạm biệt cả nhà mình nha.